Tiền là năng lượng. Bí mật của tiền bạc. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số người dễ dàng thu hút được sự giàu có, trong khi rất nhiều người khác lại gặp khó khăn? Bạn có tin rằng có một bí quyết nào đó có thể kiếm tiền mà chưa một ai nói cho bạn biết? Hãy theo dõi hết video này, bởi vì chúng ta chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình, nơi được gọi là vương quốc bí mật của tiền bạc. Có thể bây giờ bạn nghĩ rằng giàu có là việc bạn có một vị trí cao trong xã hội với mức lương thưởng xứng đáng, hoặc bạn được thừa kế một số tiền lớn. Nhưng đó chỉ là bề nổi, điều chúng ta có thể nhìn thấy và đong đếm được. Nhưng bạn hãy nhìn sâu hơn nữa về sự giàu có. Bí mật nằm ở chỗ tiền không chỉ là một thực thể vật chất, mà nó là một dạng năng lượng. Hãy tưởng tượng tiền như một dòng chảy không ngừng chuyển động và thay đổi hướng đi. Nó mang lại sự sống ở bất cứ nơi đâu nó tới. Vậy năng lượng này hoạt động như thế nào? Làm thế nào để khai thác năng lượng này để tạo ra sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống? Tiền không chỉ là giấy và kim loại mà còn là năng lượng. Đó là một hình thức trao đổi mà chúng ta sử dụng để đại diện giá trị của mọi thứ. Ý niệm về tiền là năng lượng không phải là điều gì mới mẻ. Nó đã ở xung quanh con người trong nhiều thế kỷ. Trên thực tế, từ tiền tệ, tiếng Anh là currency. Bản thân nó bắt nguồn từ tiếng Latin là current, có nghĩa là chạy hoặc chảy, giống như đặc tính của năng lượng. Vậy tại sao chúng ta coi tiền là năng lượng? Thật đơn giản, đó là bởi vì nó giống như năng lượng. Tiền không được tự nhiên tạo ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ thay đổi hình thức. Nó chảy từ tay người này sang tay người khác, chảy từ tài khoản người này sang tài khoản người khác, từ người này sang người khác. Nó liên tục chuyển động, liên tục tuần hoàn, liên tục thay đổi. Năng lượng mà tiền mang theo không chỉ mang tính kinh tế, mà nó mang theo rất nhiều cảm xúc. Hãy nghĩ về nó khi bạn nhận được tiền lương, hoặc khi bạn nhặt được một tờ tiền rơi trên đường phố, hoặc khi bạn được ai đó trao tặng. Bạn cảm thấy như thế nào? Hạnh phúc, phấn chấn, vui vẻ. Đó là năng lượng cảm xúc của tiền bạc. Cũng như với bất kỳ dạng năng lượng nào khác, mối quan hệ của chúng ta với tiền ảnh hưởng đến khả năng thu hút nó của chúng ta. Năng lượng bạn đưa vào vũ trụ chính là năng lượng bạn nhận lại. Nếu bạn xem tiền với sự tôn trọng, biết ơn, tích cực, bạn sẽ có nhiều khả năng thu hút tiền bạc vào cuộc sống của mình hơn. Và ngược lại, nếu bạn xem tiền là thứ gì đó tiêu cực, thứ gì đó gây căng thẳng hoặc rất khó để kiếm được, thì đó chính là năng lượng bạn đang đưa vào vũ trụ, và đó là loại năng lượng mà bạn có khả năng thu hút trở lại. Đó là một chu kỳ, một vòng lặp cảm xúc của bạn. Và những suy nghĩ về tiền bạc cơ bản là năng lượng của bạn hướng tới nó sẽ quyết định thực tế tài chính của bạn. Vì vậy, vấn đề không chỉ là làm việc chăm chỉ hơn hay thông minh hơn để kiếm được nhiều tiền hơn. Vấn đề là bạn cần thay đổi năng lượng suy nghĩ và quan điểm của bạn đối với nó. Tiền không chỉ là một thực thể vật chất, mà nó là một dạng năng lượng mà bạn có thể thu hút, khai thác và định hướng. Vậy làm thế nào để chúng ta khai thác nguồn năng lượng này? Luật hấp dẫn cho rằng cái gì cùng tần số sẽ thu hút nhau. Nếu bạn coi tiền bạc là một động lực tích cực, bạn sẽ thu hút nó. Luật hấp dẫn không phải là một thế lực thần bí nào đó tạo ra tiền từ không trung. Nó là nguyên tắc chi phối thái độ, niềm tin và cuối cùng là hành động của chúng ta. Hãy tưởng tượng nó như một tấm gương phản chiếu lại những gì chúng ta phóng chiếu.
Nếu chúng ta phát ra sự tiêu cực, chúng ta sẽ thu hút những hoàn cảnh tiêu cực. Nhưng nếu chúng ta thể hiện sự tích cực, đặc biệt về tiền bạc, chúng ta sẽ thu hút được những trải nghiệm tài chính tích cực. Đó hoàn toàn không phải là một phép màu nào cả. Đó đơn giản chỉ là tư duy, là thái độ của chúng ta đối với tiền bạc. Nếu chúng ta xem tiền như một nguồn tài nguyên khan hiếm, khó nắm bắt, chúng ta sẽ thấy nó tuột khỏi tay mình. Ngược lại, nếu chúng ta coi tiền là một nguồn năng lượng dồi dào đang chảy, chúng ta sẽ thấy nó liên tục đến với chúng ta. Khái niệm này không phải là phủ nhận thực tế tài chính, mà là thay đổi nhận thức để mở ra những khả năng thu hút tiền bạc. Nếu bạn tin rằng số phận của bạn không thể giàu được, rất có thể bạn sẽ đưa ra những quyết định tài chính để củng cố niềm tin đó. Bạn có thể né tránh rủi ro, bỏ lỡ cơ hội và ngại đầu tư vào bản thân. Nhưng nếu bạn tin rằng mình có khả năng giàu có, bạn sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp với niềm tin này. Bạn sẽ có nhiều khả năng phát hiện ra các cơ hội hơn, chấp nhận rủi ro có tính toán và đầu tư vào sự phát triển của mình. Điều quan trọng là phải hiểu rằng luật hấp dẫn không hoạt động một cách cô lập. Đó là một phần của bức tranh lớn hơn. Nó yêu cầu hành động và sự nỗ lực. Bạn không thể đơn giản hình dung một đống tiền và mong nó xuất hiện được. Đây là một cách hoàn toàn sai lầm. Nhưng bạn có thể nuôi dưỡng tư duy nhìn thấy những tiềm năng giàu có trong cuộc sống của mình và sau đó thực hiện các bước cần thiết để nhận ra điều đó. Luật hấp dẫn liên quan đến việc điều chỉnh suy nghĩ và hành động của bạn theo mục tiêu tài chính của bạn. Đó là việc tin tưởng vào khả năng thu hút sự giàu có của bạn và sau đó làm những gì cần thiết để biến điều đó thành hiện thực. Vậy làm thế nào để bạn có thể thay đổi thái độ của mình với tiền bạc? Thay đổi thái độ của bạn đối với tiền bạc liên quan đến việc thay đổi suy nghĩ của bạn. Bây giờ hãy tìm hiểu cách bạn có thể thực hiện việc này. Đầu tiên, đó chính là hình dung. Hình dung là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn định hình thực tế của mình. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một tình hình tài chính mà bạn mong muốn. Có thể đó là khi bạn không còn nợ nần nữa. Có thể đó là bạn muốn sở hữu một ngôi nhà mới, một chiếc xe mới hay có đủ tiền để đi du lịch khắp thế giới. Bằng cách hình dung những tình huống này, bạn đang nói với tiềm thức của mình rằng đây không chỉ là một giấc mơ mà còn là mục tiêu có thể đạt được. Tiếp theo, chúng ta lặp lại những lời khẳng định. Lời khẳng định là những tuyên bố tích cực mà bạn lặp đi lặp lại với chính mình. Điều này có thể giúp bạn vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và nghi ngờ bản thân khi liên quan đến tiền bạc. Những lời khẳng định có thể giúp bạn phát triển thái độ tích cực hơn. Ví dụ, bạn có thể nói những điều như: tôi là thỏi nam châm thu hút tiền bạc. Tiền chảy vào tôi liên tục và dồi dào. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi mọi lúc mọi nơi. Tiền đến với tôi mỗi giây mỗi phút. Tiền đến với tôi ngay cả khi tôi đang ngủ. Bạn có thể tìm và lắng nghe những bài khẳng định này trên kênh Luật Hấp Dẫn Tiền Bạc trang ATT. Những lời khẳng định này mang tính cá nhân trao quyền và được nói ở thể hiện tại. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang lòng biết ơn. Bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì bạn đang có, cho dù nhỏ đến đâu, có thể giúp bạn thu hút nhiều hơn tiền bạc vào cuộc sống của mình. Tôi biết ơn những khoản tiền tôi nhận được trong cuộc sống này. Tôi biết ơn vì tiền đến với tôi thật dễ dàng và nhanh chóng. Tôi biết ơn sự giàu có đang ở trong tôi. Tôi biết ơn sự đủ đầy đang ở trong tôi. Thật dễ dàng để tập trung vào những gì chúng ta không có. Nhưng bằng cách chuyển sự tập trung sang những gì chúng ta đang có, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ và thu hút nhiều hơn những gì chúng ta mong muốn. Hãy nhớ rằng lòng biết ơn
là nguồn năng lượng mạnh mẽ, có thể chuyển rung động của bạn từ sự thiếu thốn sang dư giả đủ đầy. Thay đổi thái độ của bạn đối với tiền bạc không phải là một quá trình chỉ sau một đêm. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực. Nhưng bằng cách thực hiện hình dung, khẳng định và sự biết ơn, bạn có thể bắt đầu thay đổi suy nghĩ, thay đổi mối quan hệ của mình với tiền bạc. Và hãy nhớ rằng, tiền là năng lượng. Khi bạn thay đổi suy nghĩ và bắt đầu xem tiền như một công cụ có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình, bạn sẽ bắt đầu thu hút nhiều tiền hơn vào cuộc sống của mình. Vì vậy, hãy bắt đầu ngay hôm nay hình dung về tình hình tài chính của bạn. Lặp đi lặp lại những lời khẳng định của bạn và bày tỏ lòng biết ơn với những gì bạn đang có. Bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình, bạn có thể thu hút sự giàu có một cách dễ dàng. Vậy là bạn đã có bí quyết để thu hút sự giàu có một cách dễ dàng. Hãy nhớ rằng, tiền bạc không phải là gốc rễ của mọi tội lỗi, cũng không phải là đỉnh cao của hạnh phúc. Đó là năng lượng phản ánh niềm tin bên trong của bạn và thái độ của bạn. Nếu bạn có thể làm chủ suy nghĩ của mình, bạn có thể thu hút sự giàu có một cách dễ dàng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.